Thiện xin chào các cô, các chú và các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Người Bạc Liêu 94. Hôm nay em Thiện sẽ cập nhật tình hình lúa của bà con nông dân tỉnh Bạc Liêu hiện tại gửi đến cả nhà cùng xem ạ. Mời cả nhà theo chân em Thiện nhé. Bà con nông dân tỉnh Bạc Liêu lam lũ vất vả hơn 3 tháng trời, mong đổi được miếng ăn. Trong phút chốc, thiên tai đã cướp đi tất cả những công sức mà người nông dân bỏ ra. Người nông dân nói rằng nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Trong đó có cái cần cù và công sức của người nông dân bỏ ra rất lớn. Dưới cái nắng mùa hè gần 40 độ, bà con vẫn miệt mài dặm lúa và cấy lúa, tận dụng từng mét vuông đất để cho ra hạt gạo ngon để phục vụ đời sống con người. Thế mà thiên tai nỡ lấy đi bao công sức mà người nông dân bỏ ra. Thiện rất mong trái đất này không còn thiên tai để bà con nông dân có cuộc sống ấm no hơn nữa.